Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì em về nhiều đồ nhé, dao, rìu, búa, kéo các loại nhé. Đây có một số cái bơm rất là đẹp, xẻng. Đây có dao ghép nhé, dao ghép, dao trái cây, loại có nắp gỗ rất đẹp luôn. Rồi đi nhanh vào từng món nhé. Ở đây mã số 1 này, một con dao đi rừng. Hôm nay lên mã D nha. Mã D. D1. Con này dao mài một mặt nha, dài 16 cm. 16 cm. Bản 5 phân. Con này 5 phân rưỡi. Đây có chữ này. Đóng khung luôn. Nó đẹp luôn. Loại mài một mặt nhé. Cái này thì nó có hai lớp thép. Đây nó một chút thôi nhưng mà nó không có ảnh hưởng gì nha, rất là ok. Cán thì cũng còn đẹp nha, về bác chê một chút nữa là nó chắc thôi. Này mã số D1, 250k. Mã số D2, một con dao đi rừng luôn, mài một mặt. Đây, dài 17 cm, dài 17 cm, bản 4 phân rưỡi, cá nó rất là chắc chắn nha. Này dày 6 ly nhé, dày 6 ly, dày có chữ này. Này mã số D2, 250k. Mã số D3, okay, đẹp luôn. Này, kiểu này dài 19,5, bản 8 phân. Này là đúc nguyên khối luôn. Này, có chữ này. Một bên 4 gạch. Hai bên thì 4 gạch cả. Đồng bay phượng múa đây. Này thì em chỉ có vệ sinh sơ thôi, lau chùi thôi. Bác nào muốn nó sáng đẹp hơn thì mình có thể mài lại. Nó sáng ở bên ngoài thôi, còn cái lớp thép bên trong thì nó còn rất là sáng nhé. Rồi cái này mã số D3, 320k. Mã số D4, một con dao đi rồi. Đây có mỏ này, này loại này mài hai mặt nha, mài hai mặt cũng rất là đẹp, chữ này gần như là mới luôn. Cái này thì xài chặt tre bổ tre như nó rất tuyệt vời này. Mài hai mặt luôn. Cán thì nó bị gãy rồi, về các bác lắp lại cán mới nhé. Ok. Này mã số D4, 250k. Mã số D5, một con dao. Con này còn mới nguyên luôn. Tập hộp nguyên nước sơn nó nha. Này. Phải mài một mặt nhé, mài một mặt. Cán rất chắc chắn luôn, gần như là mới, dài 18 cm, dài 18 cm, bản 5 phân 2, ngoài này 6 phân, dày 7 ly nhé, dày 7 ly. Này mã số D5, 320k. D5 320k mới luôn. Mã số D6, dao nhỏ. Đây có chữ này. Này dài 17 cm, bản nó 2 phân rưỡi nhé, bản 2 phân rưỡi, mài hai mặt, dày 5 ly, dày 5 ly. Cá này cũng còn khá là ok. Và số D6, 190k. Mã số D7, con dao đường quay. Loại này cũng mài một mặt, dài 14 cm, bản 5 phân rưỡi, con này 5 phân, con này 6 phân, còn rất mới luôn.
nguyên nước xi. Cá nó còn chắc chắn nha. Rồi, con này mã số D7 280k. Mã số D8 view. Một chiều dài 10 1, một chiều thì 10,5. Cán về bác chỉnh sửa lại chút nha. Cái này thì nó đúc nguyên khối nha. Con cá nó ok. Một bên 3 vạch, một bên 4 vạch. Này mã số D8 280k. DM. Không nào muốn đẹp hơn thì về mình tự máy đũa lại. Mã số D9. Mã số D9. Này cũng một cái view luôn. Rất là đẹp. Nhiều chữ N. Đây là chữ này. Còn nguyên vẹn luôn nha. Khá là mới. Một chiều dài 10. Một chiều dài 11. Nhỏ gọn. Cung này là không đúc luôn này. Không có hàn, nó không có vết nứt. Khá dày luôn. Mã số D9 290k. Dù chữ L. Mã số D10. D10, một cái cúc chim luôn. Chim mà xài vừa. Tổng chiều dài của nó là 33 cm. Lưỡi của nó dài 15 cm. Đoạn ngang 7 cm. Loại này nó đúc nguyên khối nhá, đúc nguyên khối. Nên nó rất là cứng nhá. Mọc luôn này. Này mã số D10 250k. Nhỏ gọn để làm vườn, quốc vườn trồng cây vô tư rồi. Đá thì xả được tất. D10 250k. D11 review. Cái voi này khá là lớn. Chiều dài 10,5. Một chiều 12. Bên 4 vạch. Hai bên 4 vạch. Đây có chữ này. Này nó khoan cái đỗ này để đóng nó chắc. Này phần vết nứt của nó là vết nứt hàn nha. Nó không ảnh hưởng gì nhiều đâu. Rất là chắc chắn nha. Nó ốp vào mà. Ốp vàng nên là nó sẽ có những cái vết như thế này, vết hằn như thế này. Tổng thể thì nó vẫn rất là ok nha. Rồi, một cây như thế này, mã số D11 270k. Cán của nó thì kiểu nó làm ngắn vậy nha. 170k. Mã số D11. Mã số D12. Một cây búa rìu. Còn rất mới luôn. Của gì? Hỏi mini chứ. Dài 13 cm. Bản 7 phân. Tên. Còn rất mới luôn nha. Cả cũng còn nguyên. Này mã số D12 200k. Cái này đi rừng đi rố gì đó rét khắp nưng này ok rồi. Mã D12 200k.
T13. Đây thì về mấy con dao khá là đẹp. T13 con dao này có vân luôn này. Đẹp mà 5 lớp thép. Đây không có chữ nha. Cán thì liền luôn nha. Đợt này là cán nhựa. Tổng chiều dài của nó là 20,5 cm. Bản 4/3. 4/3. Khá đẹp luôn. Vân hình xương rồng. Ngày thì bác nào muốn nó sáng đẹp hơn bởi vì mình chà nhám lại, đánh bóng lại cái phần này thì nó sẽ sáng, màu sẽ trắng lên. Rồi, con này mã số D13 360k. Dày khoảng tầm 1,5 ly. 1,5 ly đèn luôn. Khá là đầm tay. Mã số D14 hình sashimi. Dài 20 cm. Bản 2/8. Còn rất là đẹp luôn nha. Dày 2,5 ly. Cá nó ok nha. Cá nó nguyên vẹn luôn. Khá mới luôn. Mã số D14 250k. Mã số D15 Nakiri. Dài 16 cm. Bản 4/1. Trong này dài 2 ly. Dần ra ngoài này tầm 1 ly. Cá là cứng cáp nha. Cá còn nguyên. Đây có chữ này. Đây cũng có hình trái bầu này. Ký hiệu với hãng chắc. Đấy, sửa. Rồi. Cái này mã số D15 200k. Cái loại thép thủ công này xài rất là bén nha. Mã số D16. Con này kiểu dáng nó khá đặc biệt. Đầu inox này. Cán gỗ cũng khá đẹp luôn. Này dài 16 cm. Bản giữa này là 4/. Con này 3/. Kiểu cong cong. Thái thép không gì nha. Đây có mộc này. Mã số D16 160k. D17 dao thép thủ công dài 17,5 cm. Bản 4/2. Chốt đồng còn khá đẹp luôn, còn nguyên bản luôn. Cán của nó xuyên suốt luôn cán này. Mã số D17 220k. D18 này dài 16 cm. Bản trong này 5 này, ngoài này 4/5. Này thì nó hơi bị móc một chút, về các bác mài lại trong này đều 4/5 nha. Đây có chữ này. Trong này dày 3 ly. Ngoài này 1 ly. Còn khá là đẹp. Cứng cáp nha, giá nó ok. Mã số D18 220k. Mã số D19 còn tự luôn. Dài 16,5 cm. Bản 5/. Bản 5/. Này nó dày 1,5 ly nha.
đây 1,5 ml, đây đều 1,5 ml, trong này thì nó hơi ố một chút nhé, để mình gia cố lại cho chắc chắn nha. Còn nguyên bản luôn, rất là đẹp luôn, bản 5 phân luôn, bản này bản của nó còn nguyên, gốc của nó thì hầu như mấy con loại này nó đều 5 phân cả. Cá nó còn khá đẹp. Mã số D19 240k. Gia cố lại phần này cho nó chắc chắn là được. Đây đều 1,5 ml nha. 1,5 ml. D19 240k. D20 một con tương tự thôi. Này thì dài 16,5. Bản 5,1. 5,1. Còn rất đẹp luôn. Thâu giả sừng này. Cán khá đẹp. Trong này dày 3,5 ly này. Đó, mỏng dần ra ngoài này 1 ly. Đó, rất là cứng luôn. Mã số D20 280k. D21 còn dao thép kẹp 3 lớp cai nhé. Này dài 17,5 cm, bản 4 phân. Kiểu dáng của dao này nó làm kiểu nhọn nhọn đấy nhé. Cán gỗ và cai. Mã số D21 170k. Đó, thép 3 lớp nha. 3 lớp thép này. Mã số D22. Này một bộ 2 cây. An gel, an nhìn con cá vàng, cán gỗ nhé. Cây này thì bản vuông, dài 16 cm, 4,5 ml. Cây dao nhỏ, còn nguyên chân mát luôn, tốt đồng. Này dài 15 cm, bản 3 phân. Và một cặp như thế này. Mã số D22 250k. 250k nha. D22. D23. Cái đồ bấm dây nịt còn nguyên nha, chưa có hay chất mẻ gì. Mã số D23 120k. D24 một con rìu. Này dài 10 cm, bản 15 cm. Phần này là đúc liền luôn nha, cùng liền đúc liền luôn. Còn khá là đẹp, nhỏ gọn vì thái voi. Mã số D24 250k. Cán thì nó không có nhé, bác làm cán lại. Mã số D25. D25 đây, cái thùng đồ nghề nhé, rất đẹp luôn, chứ còn nguyên. Cái là nó bị móc, gõ lại hơi kích thước hơi xấu. Này thì để cho bác nào xài thôi, còn mình sưu tầm cho nó đẹp để chơi thì coi cái khác thôi. Chân chưa còn nguyên, này cũng khá là dày nhá, khá là dày, khá là chắc chắn. Mã số D25 220k. Thùng đồ nghề 3 ngăn. Nó rất là xài thì cái này là ok rồi. Còn rất là ngon. Đây thì có viên đá mài. Cô đô nhé, này mình giới thiệu nhiều rồi. Giới thiệu sơ qua cho bác nào mà chưa có.
mặt 1.600.000. Này, ngâm nước 15 phút, 7-15 phút trước khi mài dao nha. Này, hàng Đài Loan, sản xuất theo dây chuyền của Nhật, rất là mịn nha, mà không có hao đá nhiều, không có sức da. Một viên như này 190k một viên nha, đá mài cô đô. Mã D26 này, đến niếc dao chủ kim cương. Mặt của nó là 240-380. Đây 26 170k. Mã D27. Đây à, con dao ghép cạnh. À, đính chính các bác là cái này là hàng Đài Loan luôn nha. Nhiều bác này hàng Nhật đồ các loại thì mất công. May cái loại này quả Nhật chuẩn luôn thì rơi vào tầm 350 nhé, 350 đến 400 một cây. Cái này thì cũng rất ok rồi. Để dao ghép nhé. Cái này thì về lâu rất là đẹp luôn, còn mới, gần như là mới nhé, gần như mới thôi chứ nó không có mới hoàn toàn đâu nha các bác. Về vẫn phải mài sơ lại nhé. Có nắp này. Dao ghép là chiếc đẹp luôn. Này mã số D27 150k. Về 3 cây thôi, nó cũng giống nhau cả thôi. Đối mã ra thì các bác dễ lựa. Còn nguyên luôn. Phần lưỡi của nó này dài 7/2 nha, dài 7/2. Này mã số D28 150k luôn. Mã số D29 một cái tương tự luôn. D29 150k luôn. D30 này là một cây dao trái cây nha, có nắp gỗ luôn, rất đẹp luôn. Stainless steel made in Japan, khá là mới luôn. Này mã số D30 70k. D31 cũng một cây luôn. Này có cai nha, cai made in Japan. D31 70k luôn. D32 một con của cai, cai cũng con khá đẹp nha, lắp luôn. D32 70k thì nó nước nó vào thì nó ố thôi, chỉ ít sơn thì nó đẹp ngay. D34 cây vít tự động này dài 50 cm, còn rất đẹp luôn, trái phải này. Ok. Đây, là ban. Rồi, một cây như thế này, mã số D34 150k. Vít tự động. Mã D35. Cây búa 1,5 kg nha, 1,5 kg. Có OH. Còn khá nó đẹp luôn. Búa lục giác. Này mã số D35 170k, 1,5 kg nhé. Mã số D36 cây này 1,1 kg, có hình dấu cộng, mặt búa cũng còn khá là đẹp nhé. Cán cũng còn,
còn ok, mình chêm vào mình sử dụng vẫn được nhé, vẫn còn chắc chắn. Mã số D36 130k 191 nhé. Mã số D37 này một cây bơm. Còn có bầu hơi luôn nha. Bơm nhẹ nhàng thôi, rồi hơi vẫn còn ra rất là ok nha. Khá đẹp luôn. Phần này của nó làm khá là chắc chắn. Cái mác vẫn còn nha. Gia tan bài sản xuất của Gia Lan. Rồi, cái này mã số D37 250k. D38. Một cây bơm tương tự luôn. Khá là mới luôn. Cái này thì cái bầu hơi của nó bị móp thôi. Nhưng mà thực ra cái bầu hơi này không có ảnh hưởng gì nhé. Móp ở phần này thì nó mới bị hư không xài được thôi. Móp phần bầu hơi này chỉ mất đi một ít hơi thôi. Không có ảnh hưởng gì nhiều. Này thì còn rất là mới luôn. Cái mác thì vẫn còn. Cái mã số D38 230k. Dây hơi còn đầy đủ nha. Mã số D39 cũng một cái tương tự luôn. Có bầu hơi nha. Cái mác thì còn đây. Mã này thì không có ha. Điều cái vòi của nó thì về các bác xử lý lại cái vòi này nhé. Chắc chắn rồi. Mã số D39 230k. D40 cái xe. Khá đẹp luôn. Cán sắt nha. Đây, cầm trợ lực này. Này ngang dài 23 cm, chiều là 28 cm. Rất đẹp luôn. Mã số D40 260k. D41 cái xẻng nhỏ vuông, cán gỗ nhé. Đây, cầm trợ lực này. Chiều ngang là 16 cm, chiều là 22 cm, nhỏ gọn. Các nào làm vườn đồ loại thì xài xúc xúc đất vào bồn cây đó, vô tư nhỏ gọn, khỏe yếu xài được hết nhé. Mã số D41 220k. D42 cây xẻng cán sắt luôn. Dài 29 cm, ngang 23, dấu kiểm định này thì nó cố vậy thôi, nhưng thực ra nó còn rất là tốt nha, hơn xẻng mới rất là nhiều, xài nó không có bị hư, thép rất là cứng luôn. Mấy loại này xài chỉ có mòn lưỡi thôi. Nào muốn đẹp hơn thì mình sơn sửa lại, chỉ ít sơn ở đây cho nó mới thôi. Rồi, cái này mã số D42 260k. Rồi, trên đây là một số món đồ ngày hôm nay. Thì bác nào cảm thấy món nào phù hợp với mình xem kỹ video trước khi lựa chọn nhé. Rồi, cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.